Chào bạn, thầy làm cho bạn câu 2.3. Câu này trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Bình 2021-2022, đề như sau. Cho hình vẽ mô tả điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Biết trong hình 1 chứa NaCl bão hòa, bình 2 chứa dung dịch H24 đặc. Câu A, thầy cho biết vai trò của bình 1, bình 2 và bông tẩm NaOH trong thí nghiệm. Thì đầu tiên chúng ta có phương trình điều chế ra khí clo đã. Phương trình này đó là MnO2 cộng cho HCl đặc sẽ tạo thành MnCl2 cộng clo cộng H2O. Lưu ý trong phần này mà nếu mình dùng HCl loãng là không xảy ra nha. Rồi bây giờ trong quá trình điều chế khí HCl khí clo thì nó có lẫn này. Giờ chúng ta có hỗn hợp khí sau phản ứng này, hỗn hợp khí sau phản ứng bây giờ gồm thứ nhất là clo sinh ra này, nước này, khí và hơi ha, HCl nữa, HCl đặc chúng ta trạng thái hơi nha, vì đun nóng nó bị vậy, hơi cô gắng bởi biết rồi. Rồi tiếp tục, như vậy bình 1 của chúng ta là chứa NaCl đúng không, bình 2 chứa gì, H24 đặc, thì bình 1 chúng ta sẽ giữ gì lại em ơi, bình 1 chứa gì lại, bình 1 chứa HCl lại vì nó hòa tan trong nước mà, được chưa em, ta ghi này, bình 1 đựng dung dịch thì để cho là NaCl này, thấy chưa, NaCl thì sẽ hấp thụ gì, HCl dư, hiểu chưa, hiểu vấn đề không em. Tiếp bình 2 đựng H4 đặc thì hấp thụ gì, rồi rồi bông tẩm dung dịch NaOH đây làm gì, để nó gì, để nó hấp thụ khí CO2 khỏi khỏi thoát ra khỏi môi trường, bây giờ thoát ra ống nghiệm gây ô nhiễm môi trường nha, cái tác dụng đó là giữ giữ gì, giữ clo lại, được chưa, được chưa, giữ clo lại làm gì nữa, giữ clo lại và nó không thoát ra khỏi ống nghiệm gây ô nhiễm, gây ô nhiễm môi trường. Được chưa mà? Câu B, viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên xong rồi chưa nữa. AB xong rồi nè. Cho đến IC. Trong bình 2 có thể thay thế dung dịch H4 đặc bằng CaO viên được hay không? Giải thích. Nếu mà mình thay thế nó bằng CaO thì sao? Thì CaO sẽ đi tác dụng với gì mời clo, hiểu không? Họ với tác dụng với H2O đúng không? Như vậy không thể không được đúng không? Được chưa? Hiểu vấn đề không em? Là không thể thay thế. Được chưa? Dung dịch H4 đặc bằng CO viên được vì sao? Vì sao? Vì ở đây chắc nào tác dụng với nó. B1 là hấp thụ HCl rồi, bên này ta hai hấp thụ nước đúng không? Cái đó là CaO chúng ta tác dụng với nước này, được chưa? Để tạo thành gì? CaOH hai lần, hiểu không em? Mà có CaOH lần này sinh ra sau đây tác dụng với clo, cái đó nó làm mất clo đi, được chưa, hiểu vấn đề chưa, thế thôi, và đây là tất cả những gì đề muốn nói trong câu hỏi này.